thì cho bổ lỏng vào rau sầu thì mình nó nhừ ăn ngon lắm. Chứ không không xái xào đâu, vòng bổ mỏng mỏng như mình nhìn ấy, xong rồi mang đi ăn ngon lắm. Lại ăn mà ăn lệ lệ lâu đói nhá, là đúng nhá. Mấy nhỉ? Đẹp cái gì? Vừa nói chuyện với mẹ. Khoai á, hay là À, ăn cái thịt nó ngon hơn là cái xương ấy. Bà có ăn sắm ra cái bổ riêng nhí nó mua của bà Bảy Linh là bán vừa được đấy. Tao mua một lượng. Sao bà bán mà cháu lại đi mua? Ô, thật sự. Mẹ con như bà Hiền hôm nay cũng làm hai mâm cơm để cúng rồi. Chuộc Phùng Chiến đang ăn rồi. Vâng. Về cũng ở nhà thờ, về khóa cổng rồi, đang ăn rồi xong rồi mới rông đi thì đi lớn này. Thì vợ chồng Ứng hôm nay cũng không đi làm ở nhà.